Đối với những người dân tộc thiểu số Yazidi sống ở miền Bắc của Iraq, đặc biệt là những người phụ nữ, thì phiến quân IS thực sự là một nỗi khiếp đảm mà không mà chỉ nghĩ đến thôi, có lẽ họ cũng đã không dám nghĩ rồi. Giờ đây là lời kể của một phụ nữ về những tội ác mà các phần tử thánh chiến này gây ra với những thường dân vô tội. Trên một tấm thảm cũ, người phụ nữ này đang bê đứa con vừa chào đời của mình tại một trại tị nạn ở miền Bắc Iraq. Cô phải đối mặt với cuộc chiến diễn ra hàng ngày để tồn tại, trong bối cảnh dân tộc Yazidi đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng từ các chiến binh Hồi giáo IS. Chúng đã giết chồng, em chồng và bố chồng tôi ngay trước mắt tôi chỉ trong nháy mắt. Bây giờ, mẹ chồng và chị dâu tôi vẫn đang bị chúng giam giữ. Phiên quân IS lùng sục phụ nữ và bắt họ phục vụ chúng. Khi phiến quân IS đến, chúng đã bảo vệ các ngôi nhà, sau đó chúng tách đàn ông, phụ nữ và, và, và trẻ em gái ra. Chúng ra lệnh cho đàn, đàn ông phải chuyển sang đạo hồi và họ đã từ chối. Còn phụ nữ và trẻ hồi, em gái, chúng đưa hồi. họ lên ô tô và mang đi. Tổ chức theo dõi nhân quyền cũng có những báo cáo chỉ ra rằng trẻ em trai cũng bị bắt cóc và bị buộc phải chuyển sang đạo hồi. Theo tổ chức này, có khoảng 366 người Yazidi hiện đang bị IS giam cầm.